vượt lên tất cả bằng chính nỗ lực của bản thân. Cô gái Ede giờ đây đã là một hoa hậu tài sắc vẹn toàn. 4, 2, 4, đi. Sau cái thời gian đăng quang thì em cảm thấy lo lắng. Lo lắng bởi vì không phải là mình không tự tin đội Vương Miện, mà là mình cảm thấy lo lắng bởi vì áp lực của Vương Miện rất là lớn. Em ơi, em nói như vậy chẳng khác nào rằng là những cái lời đồn thổi về cuộc thi này, cuộc thi kia, nó có những cái trái chiều và nó có những cái... Ngay từ đầu thì em cũng có nghe khá nhiều điều tiêu cực khi mà nói về một cô gái hoa hậu. Em thấy là khi mà em đi thi như vậy, bạn bè em chia sẻ như vậy thì em cảm thấy áp lực. Em nghĩ rằng là tất cả các ngành nghề của mình, tất cả các ngành nghề đều có những cái sự cám dỗ riêng, không chỉ là về showbiz. Sự cám dỗ. Vậy thì em có miễn nhiễm được bởi những điều không tốt đẹp của showbiz, của những gì mà trong môi trường em phải trải qua? Mỗi buổi sáng thức giấc em còn đặt một câu hỏi, mình là hoa hậu hay sao? Điều này có đúng hay không? Mình không thể tưởng tượng vào mắt mình được. Bản thân cuộc sống của cô là một câu chuyện truyền cảm hứng tích cực cho mọi người. Her Hen không phải là hoa hậu đầu tiên có xuất thân nghèo khó, nhưng có thể nói cô là hoa hậu gặp nhiều thử thách nhất trong hành trình chạm đến thành công. Her Hen đã nỗ lực để có thể được học hành, để được ra thành phố lập nghiệp, và cách mà cô tích cực vươn lên từ trong gai cuộc sống đã chạm tới trái tim người hâm mộ. Trước khi trở thành hoa hậu á, là một cô sinh viên, là một bạn thiếu nữ mới lớn với đầy đủ những cái khó khăn mà em đã phải trải qua. Khi mà mới vào Sài Gòn thì tất cả mọi thứ của em nó đều là một cái mới. Có khi là 4-5 giờ kém thức dậy để 5 giờ sáng bắt đầu đi ra bến xe buýt. Một chuyến như vậy là 2.000, mà đi 3 chuyến là 6.000 một ngày, em chỉ tốn 12.000 thôi. Có một lần mà em hết sạch tiền luôn, và em đi bộ từ Bến Thành về tới nhà. Thì lúc đấy cảm xúc gọi là hơi nghẹn ngào. Nhưng mà khi mà về quê là cái lúc mà em cảm nhận được cái Vương Miện đang đội trên đầu mình. Đó là lựa chọn của em. Vâng. Và với sự lựa chọn đó, em định danh đó là hạnh phúc của em. Her Hen đã chứng minh được rằng cơ hội vẫn luôn mỉm cười với tất cả mọi người khi chúng ta luôn quyết định nỗ lực. Và khoảnh khắc mà bạn ra quyết định, số phận của bạn bắt đầu